Chào tất cả các bạn, mình là nhóm Happy Rabbit Team. Mình muốn giới thiệu cho các bạn một cái website mà nhóm mình đã làm việc tuần vừa qua. Đây, ta-da, thì là nó. Thì mọi thứ sẽ xuất hiện khi mà bạn bấm nút Finish. Okay. Thử bấm vài lần xem hoạt động không. Rồi, ngậm nước nhưng không nuốt trong vòng 7 phút. Lấy ngón tay út bàn tay phải của anh Huy chùi mũi. Ew. Chạy lên cầu thang từ tầng 2 đến tầng 3 6 lần. Ok. Thì tại sao lại có những cái này? Bạn có thể vào phần luật chơi ở đây thì biết. Vậy cái website này dùng để làm gì? Nó để trừng phạt chứ còn để làm gì nữa. Nhưng mà nó sẽ không phải là kiểu súng đạn hay là đao to búa lớn kiểu phim trường Hồng Kông, mà nó sẽ chỉ là những ý tưởng rất là vui vẻ, thú vị để mọi người có thể chơi với nhau trong những trò chơi tập thể như là True or Dare. Mà không biết làm gì thì lên đây bấm nút và phát là cả đống ý tưởng luôn. Trừng phạt người yêu quên sinh nhật bạn, chuẩn luôn khỏi nghĩ. Chán đời muốn trừng phạt mình cũng có thể thử. Ai muốn thử thì comment ở dưới cho mình biết nhé. Còn cái dấu ba chấm này thì bạn có thể tự điền rồi, muốn làm gì cũng được. Phần about thì sẽ là thông tin của nhóm mình, không có gì nhiều, bạn có thể xem qua. Made by Happy Rabbit Team with love. Thì bạn chỉ cần vào vào địa chỉ này, mình sẽ để link ở bên dưới. Thì đây là cái web mình làm, còn web của anh Tiến thì sẽ có thêm một cái số hiệu ứng kiểu khủng hơn, chất hơn. Cả hai link này đều hoạt động nên là các bạn có thể vào bất kỳ một trong hai cái. Mình định dùng cái này để làm demo cuối cùng của lớp học để chơi cho vui, nhưng mà bây giờ lộ hết rồi thì chắc chả ai dám lên chơi với mình nữa đâu. Thế là các bạn chơi đi xong rồi cho mình biết sẽ có gì vui không nhá. Tiếp tục thử Punish xem. Nếu mọi người thích thì mình có thể làm một cái Facebook fanpage ở đây để cho mọi người chia sẻ những cái lần trừng phạt thành công và những gì thú vị mọi người nhìn cái trang này ở ngoài đời. Google cộng thì chỉ để cho đẹp thôi. Twitter thì bao giờ trang này anh hóa đây thì mình sẽ dùng Twitter để quảng cáo. Nhưng mà chắc là ngày đấy còn xa lắm. YouTube thì sẽ là cái video này đây, và sẽ có thêm một số cái video giống như kiểu những thằng nghịch ngu nhất thời gian để các bạn tham khảo. Instagram thì sẽ là chia sẻ ở trên Facebook những cái hình ảnh của mấy chế bị trừng phạt, nên là để cho mọi người xem. Nó rất là thốn ấy, nhưng mà rất là vui. Đánh rác bằng vi bạn vãi chửa. Oh my gosh. Cái data này thì mình không có quá nhiều can thiệp, mà chị An Khanh là người làm chính cái này. Đây là những cái mà chị random ở trong đầu chị ra cả, nên nó sẽ thành như thế này đây. Trường chị An Khanh. Đó, nó chỉ đơn giản thế thôi. Thì đây là phiên bản basic của nó. Còn phiên bản cao cấp hơn thì nó sẽ có những cái thanh menu để chọn gói ý tưởng. Ví dụ như là trừng phạt trong trường học chẳng hạn, thì nó sẽ có những cái trò ở trong trường học. Còn người yêu thì quá dễ rồi, làm trò gì cũng được. Ví dụ như hoặc là trừng phạt ở trên biển, hoặc trừng phạt trên nước chẳng hạn, thì ý tưởng nó sẽ dễ dàng hơn và sẽ liên quan hơn đến cái môi trường mà bạn đang ở ấy, với cả liên quan hơn đến trò chơi của bạn ấy. Đó, vậy thôi, thì cảm ơn mọi người đã xem video này và nhớ chơi thử nhá. Nếu mà có ý kiến gì thì cứ comment bên dưới để mình ấy thêm. Ai mà có ý tưởng gì cứ comment đi để mình update data cho vui. Và vậy thôi, cảm ơn mọi người đã xem video này. Đừng quên like một cái và share cho bọn mình để mình có thể thắng trong cuộc thi, trong cái demo của khóa ở Techkit nhá. Cảm ơn mọi người nhiều.